Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chúng ta quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối nghị quyết Đại hội 13 của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và các cơ quan. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các cấp học từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm để các cháu đi học an toàn, khoa học, hiệu quả, hợp lý và giúp các phụ huynh học sinh bớt lo toan. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ bàn về các mặt đời sống an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết cũng như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sắp tới vừa diễn ra vào chiều nay mùng 3 tháng 2 tại trụ sở Chính phủ. Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, trong dịp Tết, các ca nhiễm, chuyển nặng và tử vong có xu hướng giảm, có thể là dấu hiệu tích cực đối với công tác kiểm soát phòng chống dịch trong thời gian tới, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế xã hội tiếp tục có bước phục hồi mạnh mẽ. Tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc mùa xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã phường, thị trấn từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2022. Công tác khám chữa bệnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được bảo đảm, không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa phong phú, giá cả ổn định, cung ứng đầy đủ nhu cầu thực phẩm, phục vụ nhân dân trong dịp Tết, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, tiền lương tiền thưởng cho người lao động cơ bản được bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Nhìn chung sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết Nguyên đán 2022 chỉ tăng từ 5% đến 10% so với những ngày cận Tết. Trong dịp Tết, các địa phương đã chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với số tiền gần 8.324 tỷ đồng cho 57,81 triệu lượt đối tượng, thực hiện chuyển quà kịp thời của Chủ tịch nước nhân dịp Tết cho trên 1,56 triệu đối tượng có công với cách mạng, tổng kinh phí thực hiện trên 480,3 tỷ đồng. Đã hỗ trợ trên 18.687 tấn gạo cứu đói cho 1.245.830 nhân khẩu nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2021 cho 18 tỉnh. Các tỉnh, thành phố đã hỗ trợ ước tính khoảng 3.745 tỷ đồng cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán. Mức hỗ trợ từ ngân sách các tỉnh phổ biến ở mức từ 300.000 đến 500.000 đồng một đối tượng. Công tác trọng tâm ngành nông nghiệp trong tháng đầu năm 2022 là gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân, gieo trồng hoa màu trên cả nước và thu hoạch cây vụ đông miền Bắc. Tính đến ngày 2 tháng 2, cả nước đã gieo cấy được trên 1,9 triệu hectare lúa đông xuân, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Từ ngày 31 tháng 1 đến sáng ngày 2 tháng 2, tình hình giao thông trên toàn quốc, đặc biệt tại địa bàn thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, được bảo đảm ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, vào ngày 2 Tết do người đi chơi đông, nên tại một số điểm nút giao thông lớn tại một số vùng đã xảy ra ùn ứ, kẹt xe cục bộ. Trong 3 ngày nghỉ Tết, trên toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 33 người. Trong dịp Tết, an toàn thông tin mạng được bảo đảm, các lực lượng chức năng đã khắc phục được 83 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Các địa phương trong cả nước đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc, nội dung phong phú với chủ đề Mừng Đảng Mừng Xuân, đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, phù hợp với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán của từng địa phương và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, chiến thắng của tuyển bóng đá nam, bóng đá nữ Việt Nam vào ngày mùng 1 và mùng 2 Tết đã tạo ra khí thế mới cho một năm mới hứa hẹn nhiều thành công. Trong dịp Tết, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là trên các khu vực địa bàn trọng điểm. Lực lượng bảo vệ biên giới thực hiện nghiêm chế độ thường trực, duy trì 1.756 tổ chốt với 11.789 người thuộc các lực lượng để quản lý biên giới và phòng chống COVID-19. Dịp Tết đã phát hiện 216 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra khám phá 125 vụ, bắt 156 đối tượng hình sự, bắt 163 đối tượng ma túy, 1.268 đối tượng cờ bạc, 36 đối tượng truy nã. Trong 7 ngày Tết đã xảy ra 32 vụ cháy nổ, làm 6 người chết, 5 người bị thương. Tình hình sử dụng pháo nổ trái phép tuy giảm, song vẫn xảy ra tại một số địa phương. Đã thu giữ 830 kg pháo các loại, 78 khẩu súng, gần 30 kg thuốc nổ. Ngày mùng 2 Tết đã xảy ra vụ cháy tại kho khí tài quân đội ở tỉnh Gia Lai, chưa gây thiệt hại về người và trang thiết bị. Đặc biệt năm nay, trong dịp Tết không xảy ra cháy rừng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các mục tiêu tổ chức Tết Nguyên đán cho nhân dân đạt kết quả tích cực,
An sinh xã hội được đáp ứng cao nhất có thể trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thể hiện sự ưu việt của chế độ, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, các cấp, các ngành. Tuy nhiên vẫn phải coi trọng công tác phòng chống dịch, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Dịch bệnh thì vẫn còn diễn biến phức tạp. Chúng ta không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Có thể nó có những cái diễn biến mới, diễn biến cái chủng mới xuất hiện. Vì vậy cho nên là cái việc mà sẵn sàng cho cái phòng chống dịch chúng ta vẫn phải coi trọng và tập trung. Rồi cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì vẫn phải nhắc nhở và quan tâm chỉ đạo. Giao thông vẫn còn những cái ùn tắc cục bộ ở những cái nơi mà thường xảy ra, ví dụ miền Nam ở những cái nơi ví dụ như là cái cầu Rạch Miễu, rồi các cái nơi mà đi vào đô thị lớn, nhất là chuẩn bị cho cái ngày trở lại lao động đây, thì đề nghị các ông chí cũng tuyên truyền vận động sắp xếp nhân dân đi lại cho nó hợp lý hơn, khoa học hơn, có thể đi sớm hơn rồi lên muộn hơn để cho nó giãn cái mật độ đó. Những ngày tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành cần tiếp tục kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Bộ Y tế chủ trì tiếp tục thúc đẩy chiến dịch thần tốc tiêm chủng vaccine mùa xuân. Kinh nghiệm cho thấy, khi mũi 3 phát huy tác dụng, thì việc mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế xã hội rất an toàn. Việc mở cửa lại trường học thì không những là đảm bảo cho các cháu được trở lại trường học trực tiếp một cách nó an toàn, khoa học, hiệu quả, phù hợp với cái tình hình, nhưng mà còn kể cả bố mẹ các cháu nữa, cũng bớt đi cái lo toan. Chuẩn bị các cái điều kiện để chúng ta mở cửa du lịch cũng tinh thần là an toàn, hiệu quả, hợp lý, phù hợp với tình hình, nhưng mà phải chậm nhất là 30 tháng 4 là chúng ta mở cửa du lịch trên phạm vi toàn quốc. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định khi chính sách đã ban hành thì phải thực hiện nghiêm túc, thống nhất, nhất quán trên toàn quốc. Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho nhân dân, an ninh, an toàn, an dân để phục vụ kiểm soát dịch bệnh, phục hồi nhanh và phát triển bền vững, làm tốt công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó tình trạng cháy rừng và hạn hán có thể xảy ra.